Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ghana Throne of Glory. Và chúng ta sẽ cùng đến với những trận đấu tiếp theo. Và nó sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn khi cả hai đội đều vừa mới chiến thắng trận đấu đầu tiên của mình. Nếu như Sao Phantom giành chiến thắng 2-0 trước Bang Forest thì Master Seal đã có chiến thắng 2-0 trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, đó là Accurate, hạt giống số 1 đến từ Đài Loan. Và thực ra trước khi bước vào giải này, rất nhiều đội tuyển của Việt Nam đã đánh giá Master Seal mới là đại diện số 1 của Thái Lan. Bởi nên nhớ rằng cả Accurate và Accuy đều được xuất tại Throne of Glory nhờ những mùa giải trước. Còn Master Seal đã vượt qua cái vòng loại, đó là một cái giải đấu gần đây mà thôi, và cũng diễn ra theo thể thức cấm và chọn. Còn Y hay Red thì là đánh chọn ẩn. Đúng là như thế, và rõ ràng Master Seal đã thể hiện đúng với những gì mà họ được đánh giá khi chiến thắng 2-0 rất là áp đảo trước một đối thủ mạnh như là Accurate. Và với cái trận đấu này, Sài Gòn Phantom đang phải chịu một áp lực tương đối lớn, khi đây mới là cái đối thủ có lẽ nếu như thực chất các game thủ đánh giá với nhau ấy là cái đội tuyển ứng cử viên hàng đầu trước vô địch. Đồng ý. Thì Sài Gòn Phantom họ đã có một cái đà tâm lý khá là tốt sau chiến thắng trước Black Forest. Tôi nghĩ rằng họ có thể tiếp tục đưa ra những con bài như là mình lựa chọn hay không, đặc biệt là hoàn toàn có thể bị cấm đi cái vị tướng Violet chẳng hạn, cái vị tướng được sử dụng khá hiệu quả. Còn tôi nghĩ rằng tập này Phantom họ sẽ phải bung hết sức, bởi nếu như họ thua thì cái trận đấu tiếp theo, trận đấu trước Accurate là trận đấu chung kết của họ rồi. Còn với Black Forest, cặp đấu này sẽ diễn ra song song khi Black Forest sẽ đối đầu với Accurate, và nếu như Black Forest thua thì họ cũng đồng nghĩa với việc chia tay giải đấu. Và Sài Gòn Phantom cũng như là Master Seal, chúng ta sẽ cùng đến với những đội hình của họ. Nhiều người nói về Master Seal sẽ nghĩ tới anh chàng Karma và Shirakama và Olala Yaya. Đó đều là những thành viên chủ chốt của Master Seal. Chúng ta có đội hình của họ bao gồm đường đơn là Olala Yaya, đi rừng là Karma, đường giữa là Kiss, đường đơn là Yinh Dinh, và trợ thủ đó là Kento, một trong những anh chàng tôi đánh giá là đẹp trai nhất trong đội hình của Master Seal. Và chúng ta có thể nhìn về Kiss với KDA cực kỳ cao, lên đến con số 13, tham gia cùng lên đến 83%. Đứng yêu thích của anh ta lại là một vị tướng mà đang được nổi trong khoảng thời gian gần đây, đó là Ras. Và tôi nghĩ rằng Master Seal họ đang có được cho mình những cái tuyển thủ tốt nhất, và những cái thành tích của đội thì toàn là những cái chức vô địch của những giải lớn của Đài Loan thôi, và đó mới là cái điều chúng ta cần quan tâm. Tiếp theo sẽ là Sài Gòn Phantom. Sài Gòn Phantom đã có một sự khởi đầu tương đối vất vả khi giai đầu trận đấu họ đã để cho Black Forest bị đè nén, nhưng sau đó họ đã lần được thế cờ và giành chiến thắng chung cuộc. Trong game 2 họ thắng áp đảo đối phương, qua đó lúc này đang bằng điểm với Master Seal. Sự bổ sung Polo là một sự bổ sung vô cùng cần thiết với Sài Gòn Phantom ở thời điểm hiện tại, và cũng như cái chiến thuật của Sài Gòn Phantom trước Black Forest không có quá nhiều sự mới lạ, đặc biệt là những lựa chọn của họ, nhưng đó đều là những sự lựa chọn chất lượng. Và những cái sự lựa chọn chất lượng đó đã đem đến chiến thắng, và họ đang biết thích nghi với cái giải đấu này, thích nghi qua từng trận đấu, đặc biệt là hai game đấu vừa qua họ đã tiến bộ dần dần. Lớp 95 với KDA 9.2, con bài Zina đã sử dụng khá là hiệu quả trong trận đấu, trong cả hai trận đấu vừa qua. Đồng ý. Chúng ta thấy là con bài đó không những là để bổ sung cho nguồn sát thương mà còn giúp cho bảo vệ, đặc biệt là sẵn đép ở đằng sau có thể đi rừng cầm Violet bắn một cách thoải mái, và từ đó kể cả trong những cái giao tranh mà họ bị thua người ngay từ đầu, mất đi một vị tướng trợ thủ hay là vị tướng chịu đòn đi, họ vẫn là đội giành chiến thắng. Và điều quan trọng đó là Zina có khả năng tự giúp cho mình khả năng miễn sát thương nữa, cho nên đội hình của Sài Gòn Phantom họ chỉ tập trung vào đép mà thôi. Còn Zina thì anh ta lên nhiều sát thương nhưng vẫn có khả năng chống chịu, và anh ta cũng không khác gì một sát thủ hay là một vị tướng chống chịu ở giai đoạn về sau cả. Chúng ta đang đến với những diễn biến chính ở trong đối đầu giữa Master Seal và Sài Gòn Phantom, và phải nói đây là trận đấu hết sức vất vả với Sài Gòn Phantom. Tôi không nghĩ họ sẽ vẫn sẽ đưa ra những con bài như là Malok, như là Violet, như là Zina đâu. Sẽ phải có những sự bổ sung mới, những con bài hot ở thời điểm hiện tại thì may ra mới có thể đối đầu được với người Đài. Hãy cùng chúng tôi đến với lượt cấm và chọn trận đấu giữa Sài Gòn Phantom và Master Seal. Lúc này cả hai đội sẽ phải tìm cách đưa ra những lượt cấm khi mà đã cùng thi đấu rồi. Trước giải đấu có lẽ là cả hai bên đều có những cái thông tin nhưng chắc chắn là rất ít ỏi về nhau. Nhưng đến khi bắt đầu những trận đấu đầu tiên tại Throne of Glory thì những thông tin dần dần lộ ra, và các đội biết những con bài tẩy của nhau, họ sẽ cấm đi
Mattersfield sẽ cấm gì? Họ đang có những suy nghĩ đầu tiên và đó là Zephyrs. Zephyrs là con bài mà Polo đã thi đấu tương đối ổn định ở trong đối đầu giữa Back Forest. Nhưng chính xác con bài này cũng có thể là đảm nhiệm vai trò đi rừng với khả năng dồn sát thương cũng như khả năng có quay trong pha giao tranh. Đợt cấm Sài Văn Tôm, tôi đang rất tò mò xem họ cấm gì trước một rừng tướng tủ của Mattersfield. Liệu có phải là Ras của Kit hay là Murad? Và đó là Murad. Murad nên cấm đi cái vị tướng này bởi cái độ khó chịu của nó, cái khả năng gây ra những cái sự đột biến trong cái pha giao tranh, thậm chí là khả năng thoát thân cũng là vô cùng ấn tượng nữa. Vị tướng này trong cái thời đại sát thủ thì đúng là một trong những con bài tôi đánh giá là mạnh nhất, một trong những con bài mà tập top 4 đấy, top 4 những vị tướng mạnh nhất. Nhưng Mattersfield từ sớm họ đã lựa chọn Zuka, một lượng hiệu ứng khống chế và khả năng gây ra sự khó chịu trong giao tranh sẽ là vô cùng lớn với con bài này. Sài Gòn Phantom sẽ đáp trả bằng gì đây? Họ vẫn còn nguyên cái dàn khung đội hình trừ Zephyrs. Đúng. Lúc này nếu như tính thêm cả vị tướng mới nữa thì còn rất nhiều cho họ. Đặc biệt là hai sự ưu tiên này họ có thể chọn hai lựa chọn tốt. Đó là Chona và đó là Tara. Đây đều là những vị tướng rất khó để có thể bị tiêu diệt, đặc biệt là khi đạt cho mình cấp độ 4. Còn ở cấp độ 1 đến cấp độ 3, hai vị tướng này có khả năng để đường cực kỳ nhanh. Và cả hai vị tướng này đều được coi như là dần dần tăng sức mạnh một phần. Bởi vì sao? Những tướng ở trong thời đại sát thủ ấy là những vị tướng gây sát thương khá là đột biến, thì gặp những con bài chịu đòn nó sẽ là khó hơn. Và qua đó tôi nghĩ rằng những con bài chịu đòn nó sẽ được gián tiếp tăng sức mạnh ở thời đại sát thủ này. Và đây là hai con bài đều chịu đòn hết mà đâu có được lựa chọn trong đội hình của Mattersfield. Và thêm cả Nagrok nữa, khá đẹp. Tôi đang hơi lo lắng về lượt cấm và chọn như thế này. Sài Gòn Phantom đang hở ra hơi nhiều những vị tướng hot dành cho Mattersfield. Nhưng chính xác Sài Gòn Phantom cũng còn nhiều vị tướng hot nữa họ có thể sử dụng được không? Zina vẫn sẽ được lớp 95 tin dùng ở vai trò đi rừng trong trận đấu này để xem tiếp tục là Valet hay không. Nếu như Valet thì hơi mạo hiểm, đối phương có quá nhiều sát thủ, đó là Zuka, đó là Malok và đó là Nagrod nữa, nhưng vẫn quyết định sử dụng Valet. Nếu như mà xét về anh chàng dev này thì anh ta có thể sử dụng thêm cả Fennec. Đó là những con bài xạ thủ, nhưng Violet tôi cảm giác có nguồn sát thương gây ra tốt hơn cả cơ động. Và khi đã có hai vị tướng theo dạng chịu đòn lao thẳng vào như thế này rồi thì lựa chọn một vị tướng cơ động thoát ra khỏi những nguồn tấn công của đối phương sẽ là tốt hơn. Sẽ cần phải có những con bài ở bên Mattersfield lao vào cùng Nagrok mới có thể bắt được Violet. Và họ wow, Alice lạ nha. Alice thêm cả Rust. Rust thì chúng ta đã nghĩ đến rồi. Đúng. Còn Alice wow. Alice là một trong vị tướng đã được tăng sức mạnh ở phiên bản thời đại sát thủ khi tung ra cái chiêu cuối dòng chảy thời không của mình. Alice có khả năng cầm cấp lặng 1 giây cho những thành viên ở trong vòng hoặc đi vào vòng nữa. Thì nếu như mà Valet của Dev mà chẳng may lộn vào cái vòng đấy và không lộn ra được thì coi như anh ta sẽ bị. Đây là điều Valet của Dev sẽ phải hết sức lưu ý. Họ đã có những sự chuẩn bị không? Tôi cảm giác rằng đây là một sự lựa chọn để có thể khắc chế thẳng vào vị trí của Valet. Và cuối cùng chúng ta có Thane. Thên. Theo giới chuyên môn đánh giá, Thên không còn đất diễn ở vai trò trợ thủ nữa. Những vị tướng trợ thủ hot thời điểm hiện tại, nếu như kể ra thêm nữa thì có thể sẽ thêm cả Elise, rồi vẫn là Chona hoặc là Crest đúng không? Còn Thên hiện tại anh ta quá đủ. Và khi anh ta bay vào như vậy, anh ta cầm lặng, anh ta không thể nào hất tung được đối phương lên, không thể nào thoát ra được. Thì dưới sát thương của Zuka, sát thương của Narok, của Malok, thậm chí rằng cả của Ras. Tôi nghĩ là Thên khó sống khi anh ta tự tin bay vào như vậy. Rõ ràng Mattersfield đang thi đấu theo một cái đội hình, nếu như xét về nguồn sát thương đằng sau của họ là hơi ít, hầu như là những vị tướng đều là lao vào. Kể cả Ras đi chăng nữa thì đây cũng là một vị tướng mà tôi nghĩ rằng cái tầm sử dụng chiêu thức của vị tướng này nó không phải là xa, nó khá là chỉ tầm trung mà thôi. Thì họ thiếu những nguồn sát thương từ xa và họ cần phải bắt được anh chàng Violet bên phía Sài Gòn Phantom thì mới có thể tìm cách chiến thắng được giao tranh, còn nếu không sẽ là khá khó cho họ băng phá được cái lớp đầu, đặc biệt khi cái tuyến đầu của Sài Gòn Phantom họ có Tara và cả Thên nữa, thậm chí là cả Chona nữa. Nếu như anh ta hướng tới những món trang bị như là áo choàng băng giá chẳng hạn thì cũng là một lượng chống chịu cũng như là một sát thương rất lớn. Chính là Chona là một vị tướng tôi rất thích bởi lên kiểu gì cũng mạnh. Rất nhiều người có thể lên Chona kiểu toàn sát thương phép như là Phượng Hoàng Lệ rồi Triệu Băng rồi cái gươm biển chiết. Có những người như Yamate có thể lên Chona theo kiểu full chống chịu, nó cũng rất mạnh và rất lợi hại trong những pha giao tranh. Bởi vì lên kiểu gì thì có những cái tác dụng với những cái chiêu cuối rồi cả khả năng làm chậm. Đúng vậy. Nó quá là tuyệt vời của cái con bài Chona này. Trong khi đấy tôi chỉ hơi lo lắng cho cái vị trí của Thên thôi. Thên hơi khó có một cái sự lựa chọn
nào đấy mà lại yếu như cái vị tướng này? Đủ, chính xác là dùng từ chuẩn xác là dùng đủ, bởi Thên có cái nội tại hồi máu của mình thì tức là anh ta nếu như có nội tại đấy bay vào thì cũng chưa chắc đã bị sốc sát thương. Nhưng việc anh ta bay vào và chỉ dùng chiêu sau đó lại lùi ra và cắt căn cái chiêu cuối là rất khó. Chúng ta hãy cùng đến với trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ cặp đấu giữa Master Shield và Sài Gòn Phantom. Nên nhớ rằng cả Sài Gòn Phantom và Master Shield đều đã có chiến thắng ở trong những trận đấu đầu tiên. Và đây là thời điểm chúng ta cùng tìm ra đội đứng đầu bảng A. Ở thời điểm này thì ở trong cái phiên bản mới, rõ ràng Tara là một vị tướng đã được tăng sức mạnh. Kento đang bị tấn công một phần nào đó ở khu vực rừng, nhưng anh ta chắc chắn sẽ chạy được, chỉ mất một cơ số máu thôi. Polo sẽ bị quấy rối một tí xíu bởi Alice đang đi vào. Và vai trò của Alice không phải là trợ giúp cho Kama đi được đi rừng nhanh, mà bản chất Narok cũng là vị tướng xóa sổ cái vật rừng rất nhanh rồi. Những gì mà Jing làm là cố gắng cấu máu con bồ đỏ này và chờ Kama tới, và chỉ 2-3 chém thôi con bồ đỏ thuộc về Master Shield. Wow. Họ sẽ lui về an toàn, không đẩy được đối phương về. Và Kento đã có một tình huống né tốt chứ không phải là do Zeref đã không làm tốt cú đẩy về của mình. Polo ở khu vực đường trên đang phải chịu một áp lực khi có Narok di chuyển lên ở gần đó. Ở khu vực đường giữa, Vinh Alice này đang di chuyển khá là rộng ở quanh bản đồ để có thể gây sự khó chịu với những kỹ năng vụ nổ thời không của mình. Một trong những điểm khác biệt của cách đánh của Master Shield đó là người đi hỗ trợ rất ít khi hỗ trợ người đi rừng, mà chủ yếu di chuyển xung quanh khu vực đường giữa, sẽ có những tình huống có lợi dành cho Kit như tình huống này chẳng hạn. Không có một pha tấn công đến từ Jinjing, có lẽ anh ta hơi mất tập trung. Anh ta có khiên lùi về và không mất bao nhiêu máu cả. Còn khu vực đường trên thì Polo mất khá nhiều. Ở giai đoạn ban đầu, Tara không phải là một con bài có thể trụ đường được tốt. Nhưng từ sau cấp độ 4 cơ, khi bật chiêu cuối của mình lên, khả năng hồi máu sẽ là rất lớn. Lại là vụ nổ thời không, gây ra sự khó chịu và làm cản bước, không cho Dev có thể farm được thoải mái. Kama đã lên đến cấp độ 4 rồi. Và đây là một tình huống bắt là Polo mất rất nhiều máu, nên về thật sớm đi. Zuka của Olalayaya đã có được cái khả năng đi đường tốt hơn. Và lúc này Master Shield có rất nhiều lựa chọn. Họ có thể đánh nhau ở hàng rồng, họ có thể lấy được trụ một đường trên, kiểu gì họ cũng sẽ là người có lợi mà thôi. Nào, Zeref tiến vào bùi và sẽ tiến gặp Kama ngay trong tình huống này. Và lại bị đánh lùi đi là cả hai người, nhưng lượng máu dần dần chúng ta có thể nhìn thấy Sài Gòn Phantom đang ngày càng mất đi nhiều hơn. Và đến khi nào họ bị cấu máu, đến cái lúc mà không thể giao tranh được nữa, thì đó là thời điểm cho Master Shield ăn lấy con rồng này. Lúc này Master Shield tôi nghĩ là đủ sự cứng rồi. 4 trên 5 vị tướng của họ đều đã có chiêu cuối, trong khi đó với Sài Gòn Phantom thì lớp 95 vẫn chưa đạt cho mình cấp độ 4, chưa có cho mình những cái hạt xá lị và giao tranh sẽ rất yếu. Đó, cái thời điểm này các thành viên Sài Gòn Phantom đã ít máu rồi. Ngay lập tức Master Shield lao vào hàng rồng và đang chuẩn bị có những sự can thiệp. Yamete ở đường dưới này lao thẳng ra cố gắng cướp con rồng nhưng không được, rồng thuộc về Master Shield. Giao tranh nổ ra, Kento rút về và Kama mất nhiều máu nhưng cuối cùng anh ta đã thoát đi được. Tốt, Yamete. Rất đáng tiếc cho Sài Gòn Phantom. Tưởng chừng như họ mới là đội tuyển có được 9 công đầu, nhưng những tình huống xả chiêu từ xa đến từ Alice và Ras đã khiến cho Yamete phải ôm hận. Cái vụ nổ thời không có khó chịu nhỉ? Đôi lúc là Alice quay đầu đi rồi, đúng, nhưng vẫn ném ngược lại cái vụ nổ thời không đó, làm cho đối phương không thể nào mà ngờ được, rất khó để có thể né. Và đấy là lý do tại sao mà phải lên bảng điểm số 19 công đầu và thêm cả một rồng dành cho Master Shield. Họ đang thể hiện sự chắc chắn và sự vượt trội của mình. Lượng tiền chênh lệch lúc này đang rơi vào khoảng 8.000 tiền và Sài Gòn Phantom họ đang đứng tình huống rất nguy hiểm. Zeref bị làm chậm, nhưng đó chỉ là pha cầu máu đến từ Kiss. Vẫn chưa muốn tấn công bởi tầm nhìn của Master Shield lúc này chưa thực sự là quá đảm bảo. Không biết trong phần rừng bùa đỏ của Sài Gòn Phantom có những ai. Và quyết định đó, cái quyết định của Nhinh Dinh như thế này, anh ta đang đứng AFK một chỗ, tức là anh ta đang muốn làm một con mắt di động và giúp cho Kiss rất nhiều khu vực đứng giữa. Lao vào Nhinh Dinh, một con mắt di động luôn luôn ở quanh hai bên và kiểm soát những cái tài nguyên quan trọng. Và đặc biệt khi còn mỗi cái con rơi quỷ này thì anh ta đứng ở quanh đây thôi, đúng, chờ không cho đối phương ra, mà đối phương mà đã ra một phát là anh ta ngay lập tức cản lại. Wow, có một tí xíu tấn công nhưng chương trình khá khỏe được tạo phiên bị đẩy đi, nhưng combo đã là hụt của các thành viên Sài Gòn Phantom vào người của chương trình. Trước khi chương trình tẩu thoát, anh ta để lại một cái vòng và đó là con rơi, nó thuộc về Kama, anh ta không thoát được. Và điểm hạ gục đầu tiên của Sài Gòn Phantom.
nhưng đó cũng không hẳn là một tình huống trao đổi quá có lợi dành cho Sài Gòn Phantom. Họ lấy được người đi rừng của đối phương nhưng cũng đã mất đi con rơi quỷ. Đấy là một cái lượng kinh nghiệm lớn. Gento đẩy ở khu vực đường dưới. Nếu anh ta lấy được cái đường dưới này thành công thì sẽ là lợi thế cho Hunter Seal. Nhưng không, ZF đã xuất hiện thêm cả lớp 95 nữa. Sài Gòn Phantom họ sắp sửa ăn con rồng này với một tốc độ nhanh. Khi tôi thấy Dev có vẻ như sẽ quyết tâm những tình huống cú đấm chân không của Kiss nhằm câu máu ra. Và con rồng nó thuộc về Sài Gòn Phantom và đánh nhau nổ ra. Kiss băng vào nhưng người lui mới là ZF. Dev đang bị uy hiếp, Dev bị tấn công bởi Kama. Kama chưa tấn công được, hất tung một lần nữa, chém chiêu cuối. Dev vẫn còn sống, anh ta hạ gục được Kama. Anh ta vẫn sống đến tình huống cuối cùng, hình như là hồi máu của người đồng đội. Nhưng phía bên này thì không thoát đi nổi là Zina trong tay lớp 95. Ở bên này Yamate quá đơn độc, bật vực hỗn loạn của mình lên, cố gắng bỏ chạy. Wow. Anh ta hạ được Alice và tiếp tục hồi máu, tiếp tục lùi lại, không phải lên bảng đếm số. 3-2 dành cho Sài Gòn Phantom. Và lúc này Sài Gòn Phantom mới là đội dẫn trước chứ không phải là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Master Seal. Kentu đang gặp khó khăn trước kèo đấu với Polo. Wow. Trụ một đường giữa của Master Seal đang bị uy hiếp. Kiss cố gắng phòng ngự, anh ta cần phải lùi nhanh đi. Anh ta lên bảng đếm số. Tôi xin lỗi vì đã đánh giá thấp Thên. Một cú chiêu cuối của Thên quá mạnh đi. Nào, bây giờ là Kama cố gắng tiến ra. Ola la ya ya đánh vào Yamate, lên bảng đếm số rồi. Thôi họ đâm quá sâu. Và lúc nào cũng thế, đâm quá sâu là thường không rút ra được. Vẫn lời, tôi đánh giá vẫn lời. Bởi đó là pha mà họ sẽ lỗ hơn một điểm ở cùng đồng. Nhưng họ lại có trụ. Nhìn thì có như kìa, họ sẽ có một rồng. Như vậy lúc này Sài Gòn Phantom có hai rồng. Và lượng tiền chênh lệch nó đã rơi vào khoảng 1.000 tiền rồi. Ola la ya ya, kèo này anh ta sẽ khó. Rất khó khi Polo lúc này tôi tin chắc đã hoàn thành được áo choàng thần Ras. Chúng ta có thể nhìn thấy biểu đồ về lượng tiền lúc đầu đang nghiêng về Master Shield. Thì về sau Sài Gòn Phantom đột nhiên đã có được những sự tăng tiến vượt bậc. Và để xem vào lúc này ở đường trên sẽ như thế nào. Đây là thời điểm Polo khá khỏe, vị tướng Zara bắt đầu có được thêm khả năng chống chịu. Tuyệt vời. Ola la ya ya, quá nhanh phải lên bảng điểm số. Còn ở đường dưới là một pha uy hiếp của Master Seal vào Yamate. Yamate cố gắng chạy, luyện ngục được dùng. Yamate có thể nằm xuống. Nhưng ở đường trên Sài Gòn Phantom có được trụ 1 và đang uy hiếp vào trụ 2. Tầm này thì đổi trụ chắc chắn là lời hơn so với con rồng. Đồng ý. Chắc chắn luôn 100%, bởi vì trụ thứ 2 có thể dẫn đến cái trụ thứ 3. Và thậm chí là còn xa hơn nữa. Giống như cái trận đấu thứ 2 họ đối đầu với Black Forest vậy. Họ hoàn toàn có thể chiến thắng một cách bất ngờ nếu như đối phương chấp nhận đổi như vậy, và thậm chí là Master Seal không dám đổi. Họ phải lui về và Kiss lên bảng đếm số. Vị tướng này phải tung ra kỹ năng thì mới cơ động cơ, nhưng còn không thể nào tung ra một kỹ năng nào cả. Nếu như Master Seal là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, ứng cử viên số 1 tại Đài Loan, thì có lẽ sau trận đấu này họ sẽ bị xuống thành ứng cử viên thứ 4 tại Việt Nam mất. Đó là một nhận xét khá là thâm thúy đến từ bình luận viên Quốc Tuấn. Và có lẽ để xem ZF đang tiếp tục gây khó chịu, lao vào tấn công thẳng vào Ola la ya ya. Có lớp 95 đây, không cần cái nguồn sát thương đến từ Dev cơ. Bởi vì những thành viên này không quá nhiều sát thương để tấn công Ola la ya ya. Đang làm choáng, và đó là một chiêu cuối đến từ Ken. Tiếp tục lao vào là Polo, Dev đến từ đằng sau. Một chiêu cuối của Kentu là không đủ để cho anh ta thoát đi được. Cái trụ này cố bắn trụ rồi hạ kít sau cũng được. Cần có một người về để ngăn cản một pha đẩy trụ của Kama. Họ vẫn tiếp tục truy đuổi Kiss và muốn hạ gục được Kiss. Kama có thể lấy được trụ 2 đường trên, nhưng Kiss thì chắc chắn là phải nằm. Rồi. Và điều đó đồng nghĩa việc liệu có trụ 2 đường dưới dành cho Sài Gòn Phantom hay không. Lính đang đẩy vào, Violet của Dev cần phải di chuyển nhanh ra đây, gây sát thương vào trụ. Sát thương của Dev là rất nhiều, và đó sẽ là trụ thứ 5 dành cho Sài Gòn Phantom. Họ dẫn trước khá nhiều tiền rồi, tổng cộng đến thời điểm hiện tại là khoảng tầm 2.600 tiền nghiêng về Sài Gòn Phantom. Kama phải rút đi, cố gắng cướp tất cả mọi thứ có thể. Cách hay của vị tướng Nagrok này là khả năng cơ động, di chuyển toàn bản đồ và ăn đi những mục tiêu, làm giảm đi lượng tiền của đối phương. Nhưng khi mà bị bắt từ quá nhiều phía thế này, Yamate đang làm rất tốt. Kama bị bắt ở mọi chỗ, nhưng Dev ơi, Dev đã lên bảng rồi. Kama quả thực là một trong những đầu tàu của Master Seal với những pha xử lý nó rất ảo diệu. Nó giống cách mà Kirito của Black Forest dùng Nagrod khi đối đầu với Sài Gòn Phantom cũng rất bay nhảy. Và tôi nghĩ Sài Gòn Phantom họ nên quên đi cái việc bắt những vị tướng bay nhảy như thế này. Nagrod điểm yếu là lao vào giao tranh. Đôi lúc là lao vào giao tranh tổng hoàn toàn là rất dễ bốc hơi. Nhưng đôi lúc
khi mà vào được cùng với những vị tướng chịu đòn để bắt được vào xạ thủ của pháp sư ấy, thì Nagrok quá có lợi. Đấy, và đây giờ là giao tranh nổ ra, họ đang chuẩn bị có sự có mặt đến từ Dev, nhưng Dev còn ở khá xa khi mới chạy bắt đầu từ kiến trúc thứ ba nhà mình. Hơi khó rồi, có vẻ như Sarmatom sẽ lỗ nếu như tiếp tục giao tranh. Họ thiếu người, Gamma tiếp tục đẩy lẻ ở khu vực đường dưới. Và đây là con bài cực kỳ khó chịu mà Sarmatom phải đối đầu. Polo băng vào, Tara đang là mục tiêu. Thoát ra được bên ngoài rất đơn giản cùng với con bùa xanh trong phần rừng của Sarmatom. Và một mình anh chàng Gamma đang quấy rối tất cả các thành viên Sarmatom. Và tôi nghĩ là một phần nào đó là do cái việc mà Dev bị bắt lẻ làm chậm đi hẳn tiến độ, và đúng không có một ai thực sự có thể gây ra một nguồn sát thương sốc vào anh chàng Gamma bên kia cả. Con rồng hắc ám thuộc về Sài Gòn Phantom, nhưng tầm này nó chỉ có một chút ý nghĩa về mặt lượng tiền mà thôi. Tất cả đồ của những người chơi đều đã dần dần được hoàn thành rồi. Thánh kiếm đã có đến từ Dev và thêm cả những món trang bị tiếp theo tôi đang chưa kịp nhìn thì đã được tắt đi rồi. Và đó sẽ là trụ thứ 6 cho Sài Gòn Phantom. Họ tiếp tục tập trung nhanh và tấn công đối phương. Ketu đã phải mất cho mình cái hồi máu, Polo chỉ còn nửa máu, Kiss không còn nhiều máu nữa. Sài Gòn Phantom tiếp tục tấn công, họ sẽ lấy được một đường của Master Sử rất nhanh, và tiếp tục là Kiss phải bỏ chạy trước Yamate. Yamate mất nhiều máu, đó là Olala Yaya lao vào, anh chết. Đã thoát đi được, và thêm một người nữa phải nằm xuống. Polo cũng thoát đi được, còn Ketu thì sao? Và đây, liệu đây có là chiến thắng dành cho Sài Gòn Phantom hay không? Họ vẫn có cửa, nhưng đối phương đang tiến ra, lao vào là Olala Yaya. E tấn công vào Dev, anh ta hạ gục được Dev, chặn đi nguồn sát thương của Sài Gòn Phantom. Nhưng tầm này Olala vẫn lao vào, wow, vẫn tiếp tục tạo khiên, nhưng không được rồi, bị tắt điện. Đây là không còn một ai nữa cho Master Seal. 10 giây và Sài Gòn Phantom chắc chắn sẽ là đội lấy được chiến thắng lại. Ôi không, Kit ra rồi. Họ vẫn quyết tâm. Xong chưa? Quyết tâm. Quyết tâm. Rất quyết tâm. Và đó là chiến thắng dành cho Sài Gòn Phantom. Tiếc quá. Một đòn nữa thôi. Đôi lúc chỉ thiếu một thôi là các bạn có thể lên đến đỉnh vinh quang rồi, nhưng không, vẫn thiếu đi một tí. Sao pha đó không phải là hai tí, quá buồn. Tôi đang mong chờ một pha để lẻ của Sài Gòn Phantom, đó là một cú tát vỡ mặt Master Seal. Nếu như Master Seal tập trung tấn công vào một mục tiêu nào đó, và cái nhà đang hồi máu cần phải làm điều đó nhanh. Nhưng mà không được rồi, thiếu người rồi, phải chờ. Không quan trọng, tôi chỉ cần một phát lộn bắn của Dev thôi. Chỉ cần một phát lộn bắn thôi là cái nhà này banh luôn. Nhưng vẫn phải chờ, lượng tiền vẫn đang chênh lệch, những lợi thế vẫn đang nghiêng hoàn toàn cho các thành viên Sài Gòn Phantom. Tầm này tôi nghĩ Sài Gòn Phantom họ cứ đi bộ thẳng vào nhà đối phương, mỗi người một hit là cái nhà chính nổ rồi. Nhưng bây giờ cứ để Malok, cả tất cả các thành viên của đối phương đang đứng ở đường giữa, họ không đi đâu xa cả. Polo đang phải rút đi. Yamate ở tuyến đầu, Kiss đang là Chona đứng đầu tiên, gây được rất nhiều sát thương và cả hiệu ứng không chế nữa. Một chiến công Polo dành cho Polo, lao vào, thôi xong rồi, chắc chắn lần này 100% chiến thắng dành cho Sài Gòn Phantom. Động đất đã xảy ra tại Throne of Glory. Sài Gòn Phantom vô địch, chính xác hơn là giành chiến thắng trước Master Seal. Vô địch trời ơi quá. Ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Và hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh. Chúng ta đã chiến thắng được trong game đấu đầu tiên. Một chiến thuật được đưa ra không phải là ở trong cách di chuyển của thành viên Sài Gòn Phantom, đúng, mà là do cái cách mà họ lựa chọn những vị tướng. Những vị tướng của họ mạnh hơn đối phương. Và rõ ràng là chúng ta thấy trong trận đấu vừa rồi, Rask không hề hiệu quả. Rask đã bị gọi là khắc chế hoàn toàn. Và tôi thấy rằng các đội tuyển khi đối đầu Sài Gòn Phantom đều bỡ ngỡ với quyết định của Sài Gòn Phantom. Đúng có những thời điểm họ không nghĩ là Sài Gòn Phantom sẽ đẩy đường giữa đâu. Họ tản ra các vị trí khác, nhưng Sài Gòn Phantom tập trung 5 người ủi thẳng vào đường giữa. Và mỗi lần ủi, một lần tấn công như thế là một lần nhà chính của đối phương bị uy hiếp. Cái này tôi gọi là dùng vô chiêu thắng hữu chiêu. Rõ ràng là đối phương có rất nhiều chiến thuật, nhưng đúng, Sài Gòn Phantom họ cảm giác họ đánh bằng cái bản năng của mình. Với những người kêu gọi, hình như nếu tôi không lầm, đó là Yamate. Yamate là người chơi lớn tuổi và là bậc đàn anh ở trong đội hình của Sài Gòn Phantom. Thì họ đã có những cái kêu gọi chính xác, và đặc biệt là những cái việc mà họ lao thẳng vào một cái trụ thứ ba nhà đối phương, lấy được một đường như chỗ không người, kể cả đầy đối phương đang ra ở đó. Và những quyết định của họ luôn là chính xác. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi bước vào những diễn biến thứ hai của cuộc đối đầu này.